Thị trường bảo hiểm nhân thọ thời gian qua chứng kiến những cuộc đua sôi động về sản phẩm và ứng dụng công nghệ. Sau đại dịch Covid-19, thói quen mua bảo hiểm và sử dụng những dịch vụ liên quan đến bảo hiểm ngày càng gia tăng. Đi kèm với đó, yêu cầu một lực lượng tư vấn chất lượng hơn, chuyên nghiệp hơn. Những yêu cầu của những người ứng viên đối với công ty bảo hiểm nhân thọ ngày càng cao hơn. Họ cần có một công việc bền vững, lâu dài và thu nhập rất là cao. Trong cái bối cảnh của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện nay thì cái xu hướng full time đang ngày càng gia tăng, bởi vì các chuyên viên tư vấn bảo hiểm full time họ sẽ có nhiều thời gian và cái tâm thế để gắn bó với sự nghiệp của mình một cách lâu dài và bền vững hơn. Chương trình Tinh Hoa AIA ra đời nhằm đáp ứng đúng kỳ vọng của khách hàng và các chuyên viên tư vấn, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường của AIA Việt Nam. Tinh Hoa AIA có gì hấp dẫn? Thứ nhất đó là tại AIA Việt Nam chúng ta sẽ có một cái lộ trình rất rõ ràng cho con đường thăng tiến của chuyên viên tư vấn từ một SA gọi là chuyên viên tư vấn truyền thống trở lên con đường là tinh hoa hay là chuyên viên tư vấn tinh hoa cấp cao, hoặc các anh chị có thể trở thành MDRT hoặc là cấp quản lý. Cái điều thứ hai đó là cái chương trình mà công ty có một cái lộ trình đào tạo rất là bài bản, có những cái hoạt động đào tạo trong 90 ngày gia nhập. Rồi sau đó có những cái lộ trình đào tạo tiếp theo để giúp cho một cái người tư vấn viên có đủ cái năng lực để người ta phục vụ cho cái công việc và phát triển sự nghiệp lâu dài. Với cái lộ trình hỗ trợ về lương kinh doanh trong tối đa là 18 tháng, lên tới 18 tháng và sau khi chúng ta thăng tiến lên các vị trí quản lý thì có thể lên đến 30 tháng. Khi hướng đến full time thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin và có mức thu nhập không hề kém cạnh với bất cứ ngành nghề nào, có thể lên tới 40-50 triệu một tháng trở lên. Chắc chắn một người chuyên viên tư vấn khi mà đi theo con đường tinh hoa đã được vạch ra tất cả những lộ trình, quy trình cũng như là kỹ năng đã ở đó để có thể giúp cho người chuyên viên tư vấn rút ngắn quãng đường và đạt được MDRT dễ dàng hơn rất nhiều. Là quản lý đội ngũ tinh hoa AIA, bạn cần trang bị gì? Chương trình Tinh Hoa được mở rộng để chào đón những chuyên viên tư vấn xuất sắc có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể mang tới những cái dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng. Thì với vai trò là cấp quản lý của những chuyên viên tư vấn này, chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế. Tâm thế ở đây là chúng ta chuyển dần từ mô hình part time hay còn gọi là bán thời gian sang mô hình full time để chúng ta có đầy đủ thời gian đồng hành cùng với lực lượng chuyên viên tư vấn tinh hoa của mình. Đối với cấp quản lý thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải chuẩn bị được về mặt kỹ năng và kiến thức. Đầu tiên chúng ta phải nắm về SOP, vận hành được SOP, cũng như là làm thế nào để giúp người chuyên viên tư vấn mới học được toàn bộ các cái kỹ năng rất là đặc biệt, rất là quan trọng được đào tạo ở trong tinh hoa. Đảm bảo rằng hãy sinh hoạt SOP một cách đầy đủ, chính xác hàng tuần, hỗ trợ các tư vấn viên chúng ta trong việc đi tư vấn bán hàng, đi bán hàng chung và kèm cặp phát triển đại lý để các quản lý chúng ta có thể có một đội ngũ vững mạnh và phát triển bền vững. Tinh Hoa AIA, chiến lược của sự kỳ vọng. Tinh Hoa thực sự là một con đường, là một chìa khóa, là một giải pháp để tất cả các anh chị phát triển doanh số, phát triển con người, phát triển nhân lực ở ban nhóm mình. Chương trình AIA Tinh Hoa sẽ là một lộ trình để giúp cho các anh chị từ thuở chập chững bước vào nghề, bước lên những cái đỉnh cao danh vọng và nhận được những cái sự tưởng thưởng vô cùng xứng đáng. AIA đang chuẩn bị một có thể nói là một chiếc tên lửa mang tên là Tinh Hoa để đưa chúng ta đến những cái đỉnh cao mới lớn hơn rất là nhiều. Nhưng chúng ta cần chuẩn bị một tâm thế thực sự là sẵn sàng để chúng ta dám bước lên chiếc tên lửa đó và bứt phá trong thời gian tới. Chúng ta hãy nắm bắt cái cơ hội đó, nắm bắt cái thời cơ đó để chúng ta biến những cái điều mà chúng ta khát khao thành hiện thực trong thời gian sắp tới. Hãy hành động để đạt được những cái thành công to lớn. Tinh Hoa AIA, làm chủ khát khao, tạo sự khác biệt.